Cái gì à mày? Bánh dày. À. Đi đâu đây? Đi. À đi vào nhà để mẹ bật điện để mẹ bật ạ. Con làm xong con phải xếp vào hộp mới được, không con biết cứ tung là lấy về là hỏng hết. Đồ nhiều lắm nhưng mà biết cứ tung hết thì là không lên. Rồi, mở ra. Nhờ bà mở ra cho. Không phải mở như thế đâu con. Cái này có băng dính mà, cái hộp này có băng dính nha. Đây à, có băng dính nha. Cái này là đồ để nguyên nhá, không được vứt linh tinh nữa nhá, nhớ chưa? Là nó còn có cái bàn mà sành điệu chưa? Nào, rồi rồi, con lôi cái hộp ra đã, con lôi cái hộp ra đã, xong rồi con mới lấy lên mà. Wow, nào, cắm hộp vào. Ui dồi, lại còn như cái xe nữa này, đấy này. Nào, được rồi, cắm lên, chống vào, cắm vào xong để chống lên, thành một cái bàn trang điểm nào. Đây, đây, lấy cái kia về trang, lấy cái bàn làm cái bàn đã, lấy cái về. Cái bàn kia về. Không phải à, mẹ cắm luôn vào cái hộp này này. Đấy á. Ừ, đấy. Lại thế nữa chứ.